Hello mấy anh em chào mấy anh em buổi chiều ha. Thì hôm qua mình cũng có làm một cái video để phân tích về cái việc chọn nào thì hôm qua mình có quay, mà lúc đó sáng sớm có quay lúc 5:56 mà thì cũng chưa có được ổn định lắm. Mình suy nghĩ lại rồi mình quyết định là mình mua vài cái đồng nào để mình đổi vào, mà mình nói về cái chủ đề đó là việc lựa chọn mà ngoài may mắn nha, ở góc nhìn của một gamer của mình ha. Thì mình cũng phải là nhặt buồn, nhưng mà sau mấy lần quay cũng không có nhiều, quay cũng tương đối, thì mình cũng rút ra một số cái ý tưởng cũng như cái kinh nghiệm thì có thể chia sẻ cho anh em tham khảo ha. Thì anh em tham khảo sơ, đây là một cái vòng mặc định lúc mà cái vòng lúc ta mới đăng nhập bộ game đó, thì cái vòng nó là vòng mặc định rất là cùi. Thì anh em muốn quay thì quan trọng nhất là phải mua cái hạnh mẫu quả này, giá 100 tiền vào ha. Nếu mà muốn mua rẻ hơn thì mua nhập mua rồi. Rồi chúng ta mua, chúng ta bấm như này đổi thưởng này, đổi cho nó ra cái vòng ưng ý. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em cái vòng, mình sẽ xem những cái vòng đó có gì cùi hay là không cùi nha. Thì đi đầu tiên trước tiên đó là anh em xác định là anh em quay số để làm cái gì đó. Thì mình lấy ví dụ như là quay số để lên trang nguyên vàng, lấy ví dụ như hồi xưa trang nguyên mình là trang nguyên cam đi, còn bây giờ là trang nguyên vàng hết rồi. Thì chúng ta đặt mục tiêu đó là quay có trang nguyên vàng thì chúng ta phải tìm cái vòng có trang nguyên vàng. Còn ví dụ như các bạn muốn quay số mà có trùng lâu phản hay trùng lâu quy trùng 1 triệu thì chúng ta đổi cái vòng có trùng lâu quy 1 triệu đó. Đó là những cái điều các bạn phải đặt ra, cái mục tiêu mà đơn giản nhất là đặt tìm được cái gì mà quan trọng nhất đối với các bạn, chứ nếu không là các bạn sẽ tham lam, mà nó có rất nhiều thứ nhưng mà nó hên xui, mà nhiều khi nó không ra đúng ý của các bạn đâu. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc kỹ và xem nữa là cái gì cần nhất trong hiện tại để khi quay. Rồi ok, thì anh em có thể nhìn sơ sơ qua là một cái vòng nó luôn luôn có một thứ là cái viên hai viên ngọc ba nha, đó là một viên giảm kháng ba bất kỳ thuộc tính nào đó. Thì ngọc ngọc giảm kháng rất là quan trọng nha. Khi mà anh em xem chơi với server đó, ví dụ như anh em như ạc của mình là võ đăng huyền công này, thì rất là cần giảm kháng huyền, và thậm chí nếu mình không cần nữa, thì mình bán được thì viên ngọc giảm kháng huyền cũng rất là hiếm ở server đó. Anh em ví dụ như anh em muốn quay giả sử như cái vòng nó có giảm kháng ba đi, nhưng nó không đúng với cái của anh em cần, ngọc giảm kháng nó dùng để lên ngọc kép á, thì anh em có thể quay vẫn 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 giữ cái ngọc cái vòng đó mà quay ra để mà bán lại cho người khác ha, chứ không nhất thiết là phải đổi. Rồi thứ hai là cái viên cộng ba, nó có thể là viên anh viên kia này là viên cường lực này, thì nó ra đông mà nó ngẫu nhiên, mà thì nhiều khi chúng ta chấp nhận cái viên cộng ba này là cái viên ngọc xem hay ra nhất đó, cái viên này này, thì cái viên này nếu mà nó là viên huyền công thì là ngon rồi, ví dụ vậy. Rồi nó có viên hai viên ngọc bốn nha, thì đây là viên có nguyên bốn với lại viên mấy này, đây đầu lực bốn này, hai viên bốn nó cách nhau khoảng này bốn với bốn này. Thì ở đây là nội lực 4 với lại là kháng điện 4, thì đối với mình thì hai viên này là rác đó. Thì trong hai viên 4 này nó sẽ có một viên nó hay ra nhiều hơn nha. Thì khi anh em quay á, thứ nhất là ngọc 3 nó sẽ hay ra cái viên ngọc 3 mà không có giảm kháng nha, viên giảm kháng thì nó khó ra hơn chút. Cái thứ hai là viên ngọc 4, thì trong có hai viên ngọc 4 này nó sẽ một trong hai viên nó sẽ ra nhiều hơn đó, hay xui nhưng mà thường là vậy. Rồi thứ hai là có viên ngọc 5 nè, viên ngọc 6 nè, viên ngọc 7 nè, và hai viên ngọc 8 nè. Đây là viên thể lực 8 rất là tốt, tại vì nếu mà lên thể lực thì lên máu rất sướng nha. Đây là viên ngọc 8 rất tốt, thân pháp tốt cũng rất là tốt luôn. Rồi bên cạnh đó thì có trùng lâu thì có từ 1 đến 2 cái nha. Như ở đây có trùng lâu đới là xem những xác suất là 0% thôi, thì hiếm may lắm mới rớt vô đó, nhưng mà cho nên mình loại cái này ra đi. Rồi cái thứ hai là trùng lâu phản, nhiều khi nó không có trùng thì nó thay bằng những vật phẩm như là hoa tô hay là lá này, tìm được quả hay là trang bị vàng, nhớ này nó có biến ngân nữa nè. Rồi cái rác ở trong cái vòng này là gì, rác ở trong cái vòng này chính là cái thiên linh đan này. Nếu mà server mới thì cần ha, nhiều khi chúng ta phải nhận định cái rác nó như thế nào, như cái viên cường lực này rác thật sự này, tại vì không cần, hay là cái viên nỗ lực nhiều khi cũng không cần luôn, tại vì đi thuộc tính mà, đi thuộc tính đồ thủ thì ép thể lực chứ đâu có ép nỗ lực chị đó.
và nhiều khi cái vòng nó rất là ngon ấy, mà chỉ có một số cái viên rớt đó thì chúng ta vẫn chấp nhận coi như là rớt, và chấp nhận là rớt mà để trong rớt luôn, nó quay ra thì cái để luôn, làm sao để vứt xốp hay là bán rẻ. Còn mục tiêu chúng ta là quay những cái kiếm những cái vật đó. Rồi ví dụ như là kim tinh thạch là không khóa này, cái này rất là tốt nếu các bạn muốn lên dòng tinh thông. Thì nếu các bạn nào theo dõi mình ở trước cái video thứ tự cân nhắc về làm hạt thì đứng sau căn nguyên là cái này, mình đề nghị là nên tập trung về tinh thông. Rồi điêu văn này, kim tinh ti nó có loại nhiều loại số lượng lắm, nhân 9 nhân 14 nè. Rồi cái thiên linh đan với lại cái thiên canh cửa hóa lộ này bán rất là dễ, server mới rất là cần ha. Nên cái này mặc dù nó là rác nhưng mà nó bán cũng 100 bằng mình á, ở server mình á bán chục bình là cũng có 1.000 bằng nha các bạn. Rồi ok thì mình nói sơ sơ vậy thôi, bây giờ mình đã có tổng kết ở đây ha. Ok thì trong một cái phòng quay nó có những cái giống chính như là ngọc ba thì nó có hai viên, thứ nhất là có một viên dòng kháng ba và nó có một viên ngọc ba khác bất kỳ. Thì anh em viên dòng kháng ba này ví dụ như giả sử anh em có cần hay không, hoặc là xem thử nếu mà anh em không nó không đúng theo ý của anh em thì anh em xem những cái viên đó có bán được hay không nha. Rồi viên ngọc ba thứ hai, viên này nó sẽ ra rất là nhiều ha, vì nó là ngọc ba, nó là ngọc cùi nhất mà, ngọc thấp nhất trong cái mặt quay đó mà. Nó thì anh em xem thử nó có rớt không, nếu mà nó rớt mà anh em vẫn chấp nhận được thì vẫn giữ lại cái vòng đó. Rồi ngọc bốn nó cũng có hai viên tương tự, anh em xem thử là ngọc bốn nó anh em có cần hay không, anh có bán được hay không. Năm sáu năm thì lâu lâu nó mới ra, nếu mà nó cũng đấu ra cũng được 6 với 7 8 hiếm hơn ha. 6 7 8 hiếm hơn. Rồi nó về đồ khó số lượng nhiều thì đây, cái này là dòng buôn họ hay quay cho chúng ta này, ví dụ như lên lên hôm qua mình quay là đủ chỉ tô để mà lên cường hóa sức full cấp số 10 á, thì số lượng gì thì mình thấy hiện tại là có hai thứ, đó là chỉ tô cường hóa tinh hoa nhận thêm 38 cái, với lại là điểm tích chú giải 84 cái luôn nha, rất là nhiều nha. À, đây cái điểm tích chú giải để nâng trang bị con này lên 9 sao này. Ở đây mình chưa mát hết đây cái này này đó, thì em qua ngoài được sơ sơ cũng không nằm trong máy nói này cũng nhiều, nhưng mà ví dụ như anh em đã mát hết sao rồi thì qua cái đó coi như là rác nha. Còn cái chiến tôn thì mình nghĩ là rất là cần, chiến tôn thì hầu như lúc nào hạt nó cũng cần. Rồi cái thứ hai là đồ khó số lượng ít này. Cái chân nghiêng vàng là cái mà rất là hot trong thời điểm hiện tại, tại vì nó tăng thêm 30% cái hiệu quả so với chân nguyên cam ha. Đó, chân nghiêng vàng thì nó giúp chỉ số ạp lên rất là nhanh, cho nên là một số dân buôn và dân quay là trong miền vàng mình phải lá tận đồng thảo này, nó mới là loại trùng lâu, thì trùng lâu là chọn là trùng lâu phản đó, rồi đầu quy triệu mấy trùng lâu đi đi á đó. Nó ngoài ra còn có giới rồi ngọc liên nữa nhiều lắm. Rồi có điêu đăng kép nè, thì mấy cái độ khó số lượng ít này thì nó hơi khó ra một xíu, nhưng mà cái trong nguyên vàng thì cũng tương đối cũng dễ dễ ra. Tỉnh tâm thảo thì hên xui đó, trùng lâu thì hơi khó ra, nói chung là tùy với độ hên xui thôi. Rồi đó là độ khó và số lượng ít, còn có độ không khó mà số lượng nhiều là những thứ mà mình nhận xét, đó là những thứ mà mang tính chất thương mại, tức là chúng ta có thể quay được và đem bán ha, tại vì nó không khóa mà bán nó gửi cho vốn. Thì những cái mà hay gặp nhất là trang nguyên linh phách này, một đến hai cái trang nguyên tinh phách, hai đến bốn cái. Rồi dù như trong này là có thiên canh đường hóa lộ nè, thiên linh đan nè, thổ linh châu là phù á, phù kim đồng tây kim thạch rất là quan trọng, nguyên liệu FF ví dụ như là cao cấp hay là trung cấp, cái gốc đa linh thú tinh phách hay là thần thú dùng linh đan, cái đó nó cũng coi như là ráp đó, để mình không cần thật sự. Rồi tôi chốt lại nha, mình chốt lại thì anh em xác định là thứ nhất là anh em xác định cái mục tiêu, xác định mục tiêu ngoài kiếm mật ẩm gì. Cái thứ hai là rác trong cái vòng cũng ra là cái gì, có nhiều rác hay không, ví dụ như ngọc bài nó có nhiều rác hay không, ngọc ba rất hay ra nha, cho nên là xem thử thường là cố gắng rồi cái ngọc ba nó đừng có rác nhiều quá để có thể bán được.
Cộng 4 cũng rất là nhiều. Đó, cộng 4 cũng sẽ rất hay ra luôn. Thì anh em xem thử là cộng 3 và cộng 4 là hạn chế rác. Rồi. Ngoài ra là có những thứ cộng thêm, ví dụ như là có khí tôn hay là X38 hay không, hay là kim tinh thạch rồi đó, những cái quan trọng tỉnh tâm thảo vân vân. Thì sau khi anh em xác định được thì anh em sẽ quay được ha, đổi cái vòng, mà đổi cái vòng nó cũng hay xui lắm, nhiều khi đổi nó không được hợp ý, như đổi tốn tiền luôn rồi. Như cái vòng này là mình thấy là chỉ có cái viên cường lực 3 này là đẹp, với cái viên không được 4 này, trừ khi các bạn cần có quyền. Còn đối với mình thấy mình không cần cái này, mình có nó làm rác đó, và viên cường lực 4 mình không cần, còn là cái viên này cũng được. Bí ngân rất là tốt, bí ngân nó tăng để tẩy đồ ha, tẩy đồ là chế đồ hiện ra nhập trần là tăng đặc đỉnh nè, cái này ít quá. Rồi giờ mình thử đổ thưởng, mình đổ thêm một cái vòng khác cho anh em coi nha, đổ nó sẽ trừ cái này nè đó. Thì cái này nó có cái gì, thứ nhất anh em xác định là viên hai viên ngọc ba là cái gì. Viên thứ nhất là viên dụng không mang ba, viên thứ hai là viên gì đây, viên ngoại công ba là rác rồi nè. Ở server này dòng kháng ban là coi như cũng hình như trước đây là không ai mua, nhưng gần đây có mấy bạn 5x thì mua, mà trước đây nếu mà quay ra bạc là coi như là rác luôn á, là coi như ế luôn á. Rồi ngọc bóng là gì nha, ngọc bóng là viên kháng ban là coi như rác luôn. À, hội công bóng thì viên này bắn không có chạy ở server mình, cho nên mình cũng nhận định đó là rác đối với mình. Ngọc kháng hỏa nam, liên kháng hỏa nam chị hỏa 6 hơi bị khó ra luôn. Thể 7 thì được, thể 8 thì ok, rất ngon luôn. Có trùng lộ phản nè, có bộ trang bị bét nè, có bộ trang bị bét là sao rất là tốt nha. Nên là mà chưa có ấp ấp sau bộ trang bị trang thú đó, đây nè, ấp sau này ấp lên 5 sao nó lên máu luôn lắm. Thì anh em có thể quay đúng cái này xong anh ra đi phần giải nó ra là được từ mấy trăm cái thánh thú lăng luôn á, thánh thú lăng này đó. Cái này mặc dù nó là rác nhưng mà phần giải nó ra cái này sướng lắm. Rồi rác là cái vỏ hồn nè, hai cái vỏ hồn này mình đầy luôn này, thấy chưa? Vỏ hồn nếu mà thật sự không cần thì nó rác, cái gì không cần là rác. Cái này nhận năm là rất là ít, nhưng mà nhận 35 thì cũng nhiều rồi. Ly hỏa nhận 35 nếu chúng muốn tẩy dòng tịch thông, cái mà cái vòng này có chân nguyên cam với lại một cái chân nguyên nhân pháp thì ít rồi. Cái chân nguyên nhân pháp phải dòng 2 thì nó nhiều, cái này phải dòng 4 này, chân nguyên nhân pháp phải dòng 4 mới là nhiều. Cái này thì có cái vòng cái nhất bên châu đổ skill còn với một viên viện tám mới nè. Chí tôn thì dòng 2, cái tương bằng này cù, thứ nhất là chí tôn nó chỉ có dòng 2 rất là ít, đó, cái thứ hai là rất nhiều liên kháng này, kháng ban với lại kháng hỏa này, với lại là ngoại công 3, với viên hội công 4 này là trả trật. Đấu mình sẽ đấu thêm một vòng để coi thế nha. Có trùng lộ phẩm thôi, nhưng còn lại mấy cái kia đó đấy, kia tầm tay thì cũng được. Có thằng nguyên cơm này, băng này đó. Nên nhiều khi anh em quay cho anh em, chúng ta phải đừng có thâm lam quá, chúng ta xác định chúng ta cần cái gì. Dù như cần nguyên bàn thì chúng ta phải xem có cho nguyên bàn hay không, và sau đó chúng ta xem nữa là mấy ngọc bà bốn á, mấy cái đó là mấy cái hay ra đó. Nó có với lại cái chân nguyên này, cái chân nguyên là cái gì bán nhất nè, nó xem nó có nhiều không, để mình có quay mình muốn bị ráp nhiều mình bán lại kiếm vốn được. Rồi thì mình vào vòng mình có thể chỉ toàn luôn một cái chỉ toàn một với một cái chỉ toàn hơi mèo quá. Mình để xem nữa nha, thứ nhất là viên lượng kháng ba bằng ba luôn. Quyền nam cũng được, ban bóng thì không được. Hội công ba hay rác rồi đó, hay ra thì nó cái này rác, cái này thì nó bắn đầy ra, cái này ít xài lắm, tìm được quả cũng ít xài được. Cái trong kinh phát trong bốn này còn này có nhân một này, ban tám này, trùng lâu triệu, trùng lâu liên, trùng liên hơi khó ra rồi, trứng bét. Nói chung vòng này cùi ngoại công bốn cùi, nói chung là chiến tôn ít thì hơi cùi, hơi ủ thiệt, thì
phí. Xem nữa, chỉ toàn dòng 38 nè, nó quay ra. Nhưng mà để xem nữa, dòng khắc độc 3 nè, khăn năng 3 là rớt rồi nè, đó. Khăn độc 4 với lại gì đây, ngoại công 4 là cũng như rớt nè, khăn độc thì còn đỡ đỡ, khăn độc đi kiếm nó phao nhưng mà cũng không có gì cần nhiều đâu. Thì lại như độc thuộc tính là thế lực thì cũng được. Cái nguyên trong nỗi đó thì coi như khó ra lắm. Cái này rớt luôn, cái này ít quá, cái này thì cũng được. Thì làm tiền cũng gì vậy, thì tiền nhập 20 thôi. Tư viên khách ngon, cái này để nâng skill, skill con á. Thì cái này nếu các bạn không cần thì nó là rớt. Rồi ok, đổ thêm một tầm đi. Và mày được cái chiến tông trong 38 với lại bị cái lập 8 với cái lập 7. Còn lại khấn cân bạc rắc quá, nguyên nguyên là mỏ hộp rắc quá. Nói chung tập này em mình thì không đây. Rồi xem thử bằng này có cái gì. Giọng khấn độc bà với lại chỉ trí lực 4 là rắc nè. Né máu với trí lực 4. Rồi khi mà hai viên còn bóng này các bạn dùng, các bạn có 99 vào